Tôi đang chuẩn bị khám tầm soát cho một sơ. Sơ có hồ sơ ở đây từ tháng 7 năm 2020. Đây hồ sơ của sơ. Sơ cũng gián đoạn dịch hơn một năm, bây giờ mới tái khám lại. Thì với cái tuyến vú của sơ cũng có tình trạng thay đổi sợi bọc, nhưng mà dạng đa nang nha các bạn. Tôi làm rất rất là nhiều clip về thay đổi sợi bọc rồi. Hầu như là cứ 10 người đi khám cái vú là 6, 7 người, 8 người là có vấn đề thay đổi sợi bọc. Rồi. Ngoài ra thì sơ chỉ kiểm tra cái vú thôi, trước giờ sơ chưa kiểm tra cái cổ, cái bụng ở đây. Ở từ đây em có ở đây hả? Không có thấy sơ mang theo hồ sơ đó. Rồi, bây giờ mình sẽ khám lại cho sơ. Sơ tầm soát từ trên xuống dưới mà. Bao lâu rồi sơ chưa chụp hình phổi sơ? Chưa mấy chụp lái chứ ở sơ nhiêu tuổi vậy Thúy? Ở đây khám thì những sơ thì dưới 40 tuổi tôi vẫn giữ cái ưu đãi là giảm 50% mọi cái dịch vụ ở phòng khám, còn riêng tư vấn là miễn phí. Đây là chắc là năm thứ 9 này đó. Năm thứ 9 phòng khám bác sĩ Ngọc đã thực hiện cái điều đó rồi. Tuyến giáp của sơ có vấn đề nè. Tuyến giáp của sơ mặt trước nửa trên nhân ê của kém, giới hạn rõ, bờ không đều, 5 ly. Sơ có lần nào chích tế bào vô cái cổ sơ chưa? Chưa. Nhưng lần trước có thấy cổ sơ có bướu chưa? Chưa. Lần trước không có hả? Để một lát coi cái hồ sơ cổ của cơ sơ xem. Lần trước có ghi nhận chưa? Nếu mà chưa ghi nhận lần trước không có, mà bây giờ có phải làm xét nghiệm tế bào. Lần trước sơ khám ở đây luôn hả, cái cổ đó 4A thì. Rồi sơ chỉ có một cái nhân đó thôi. Rồi bây giờ khám tới cái vú cho sơ. Để hai tay lên đầu đi sơ. Đúng rồi. Vú của sơ gần hành kinh có bị đau không? Dạ có. Khi nó đau cân. Khi mà tiếp cận khám một bệnh nhân mà khám tuyến vú á, về thay đổi sợi bọc mình sẽ hỏi rất là nhiều thứ. Thứ nhất mình phải để ý độ tuổi, thứ hai là tình trạng lập gia đình. Sơ thì đi tu, sơ không lập gia đình. Còn những người có lập gia đình á, thì mình sẽ hỏi tới sanh con, chế độ, nghĩa là phương pháp ngừa thai, dùng thuốc, dùng bao hay là dùng tự kế hoạch. Sơ bữa nay nhờ nhiều nang ha, sơ có mấy cái nang lớn phải rút nè. Vú khá nhiều nang từ 5 đến 22. Bên phải có sơ 4 liều lần trước. Nó có cái vú 5 liều. Đúng giờ quần. Giờ gom lại hết đa nang luôn. Bên này là sơ có hai cái nang lớn là phải rút nè. Ngoài ra còn nhiều nang nhỏ nữa. Thì sơ có tình trạng của thay đổi sợi bọc đa nang rõ nè, nang không à, vú mày này không có bướu. Ở sơ nghiêng đây khám vú, khám bướu, khám vú trái. Cách hai, bướu sợi tuyến 9x5. Kỳ người ta không có bướu sợi tuyến luôn. Còn
trước có khi nào nó là cái nang rồi rút ra, có rồi có rút ra cái khi nào người bà báo cái đó là dịch không? Nhiều khi nang nhầy tưởng bước sự tuyến rút ra nó là dịch. Tại vì không thấy. Lần đó có xét nghiệm tế bào cái đó không? Bước sự tuyến á. Nhưng mà chưa có cái kết quả đó chưa. Hôm nay là không thấy bướu. Thì có thể là cái lần trước đó là cái nang nhầy chứ không phải bướu cho nên nó mới hết. Thì có làm xét nghiệm tế bào đó. Sơ có đem cái xét nghiệm tế bào của tuyến vú theo cho bác sĩ coi không? Cái này đang tập rồi anh. Lần trước là điện thoại cho Sơ hay là Sơ tới? Dạ, đừng bị tài. Rồi, chuẩn bị là tiến hành rút hai cái nang cho Sơ. Bây giờ chúng ta rút nang cho Sơ. Vừa mới sát trùng nguyên một cái vú phải cho Sơ rồi. Đây là cái nang nè. Những cái nang này phải rút. Phải rút là bởi vì thứ nhất là để tránh cái tình trạng sau này nó nhiễm trùng. Và nhiều khi rút ra nếu mà dịch, cái dịch lành á, thì cái dịch mà kiểu như dịch vàng hay dịch nâu á thì không sao, nhưng mà dịch mà có máu á thì phải đem đi xét nghiệm. Cho nên là nang lớn. Nhất là cái nang này nó có bách nữa. Ngày luôn vậy. Đó, xẹp đó. Đó. Xẹp. Đây sẽ nhìn nè. Nước là dịch nè, thấy không? Rồi dịch chúng ta qua cái thứ hai đây. Cái dịch này là cái dịch bình thường nè. Cái dịch này là không có phải đem đi xét nghiệm nè. Đó. Mà nó cũ rồi, cái dịch này nó đục rồi. Nó kiểu như nó lâu quá rồi, nó sợ nó cũ. Chứ còn dịch mới hình thành là nó màu vàng trong. Cho nên là Sơ phải đi định kỳ để mà có nang lớn là phải rút đi vậy nè. Đó. Đây là hai cái nang nước, dịch nó như vậy. Sơ có đau không Sơ? Có đau không? Sơ nói là rút nang không đau nha. Cho nên là các bạn nếu mình có vấn đề nang vú mà hầu như là không có chỗ nào chịu khó rút nang cho quý vị đâu, mà trong khi cái vấn đề rút nang á là nó hỗ trợ cho điều trị rất là nhiều. Một mặt uống thuốc để cho không hình thành nang nữa thôi, chứ còn những cái nang cũ là phải rút. Nang nhỏ thì có thể khoan rút, nhưng mà khi nó lớn là nên rút. Sát trùng xong cái vú thứ hai. Sơ nằm yên đây. Đó. Thở lớn này là rút được rồi đó. Dịch này cũng không có máu luôn, dịch này cũng là dịch vàng đục, nó hơi ngã màu nâu thì nó cũ quá. Chờ sẽ làm nữa coi kiếm là bên này có nữa không. Lần sau rút tiếp cho Sơ nếu có nang lớn nha. Bữa nay rút hết 3 cái nang lớn rồi. Đây cái dịch này nó đen đen vậy thôi nè. Đó, cũ xì rồi. Rồi.